Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Ơn rồi, mẫu Twitter R5 có chữ trên khung đã về hàng rồi anh chị nha. Vâng, đây là mẫu Twitter R5 được anh chị rất là yêu thích và được anh chị mua từ shop xe đạp thể thao Vít.com rất là nhiều luôn. Vâng, sau thời gian rất lâu đứt hàng do nhà máy Twitter sản xuất những mẫu khung Twitter không có chữ trên khung thì nay Twitter như bình thường, mẫu khung rất là đẹp đã về hàng như mong đợi của anh chị đã về. Với sự trông đợi quá lâu này, Twitter R5 với phiên bản lần này có thêm nâng cấp bản cao nhất của dòng Twitter R5, đó là sử dụng phun phanh đĩa dầu luôn anh chị nha. Phun phanh đĩa dầu cùng với tay đề nắp mới nhất từ hãng Retropec đây. Tay đề nắp 2x12 tốc độ rất mượt. Cũng như một số nâng cấp khác trên mẫu Twitter R5, bản cao nhất của Twitter R5 này anh chị nha. Vâng, với mẫu này thì shop đang dựng có màu đỏ, màu đen ghi, màu vàng và màu be đây, rất là đẹp luôn. Vâng, và toàn bộ thông tin chi tiết của mẫu Twitter R5 bản mới nhất này, bản VIP nhất này thì shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao Vít.com cùng với giá của xe. Anh chị thích mẫu này có thể đặt mua trực tiếp trên web hoặc đặt mua qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Và từ màu sắc thì shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị sẽ xem chi tiết được chiếc xe đạp màu đó, anh chị vừa xe nào, anh chị sẽ mua xe đó từ shop xe đạp thể thao Vít.com rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vít.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là xe đạp đua Twitter R5 RS24 bản mới nhất, VIP nhất của Twitter R5 anh chị nha. Mới cập bến luôn, hàng nóng hổi. Đây là chiếc màu đen ghi, rất sang chảnh luôn ạ. Xe có cấu hình đó là khung càng, cọc yên, tay lái bằng carbon. Tay lái bằng carbon, đầu cắm mập. Đây là tay lái carbon mẫu mới nhất hiện nay của hãng Twitter anh chị nha. Anh chị thấy là rất là góc cạnh và đẹp luôn. Vâng, thiết kế thì vẫn như bản trước, đó là cáp âm toàn phần luôn. Âm trong tay lái, âm trong khung và âm trong càng. Thiết kế của Twitter R5 thì quá quen thuộc rồi. Và đây là mẫu khung được anh chị rất là yêu thích luôn. Mẫu khung mới nhất của hãng Twitter, rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Và phối màu của Twitter thì cũng rất là đẹp luôn anh chị nhé. Tiếp theo, đó là bộ chuyển động trang bị cho Twitter R5 này, bản VIP nhất, bởi vì sử dụng tay đề nắp mới nhất anh chị ạ. Retropec HRD 2x12 tốc độ, tay đề nắp tất cả trong một luôn anh chị nhé. Và có cơ chế về số nhanh, tức là anh chị gạt sâu vào sẽ lên được 3-4 lít một lúc. Cũng như tay đề nắp là mới nhất và sử dụng phun phanh dầu luôn anh chị ạ. Vâng, đây là dây dẫn dầu này, củ phanh dầu, và củ phanh dầu của hãng iPro. Vâng, đây là một cái nâng cấp rất là cao, rất là chất luôn anh chị nhá. Gạt đĩa Retropec 2 speed, gạt nip Retropec 12 speed, nip thả Sugex 12 tầng 6SUMC, đu đĩa trục rỗng của hãng Senex 50 34 răng, trục rỗng, cốt giữa sử dụng cốt bê. Với cặp bánh thì sử dụng vành nhôm hai lớp, tem phản quang của hãng Retropec, lan hoa bằng thép Mayer, sơn vân carbon. Và lốp thì chiếc này đang sử dụng lốp Kenda. Thì cùng màu sắc này có thể sử dụng một cái loại lốp khác, đây là đặc trưng từ hãng Twitter anh chị nhá. Vâng, có lốp nào thì sẽ lắp lốp đấy, nhưng về cấu hình cơ bản của xe thì không thay đổi. Xe thì đang sử dụng một chiếc yên Twitter mút bọc da mềm, có lộ thoáng đây. Vâng, đây là cấu hình nhanh của Twitter R5, bản mới nhất, VIP nhất của Twitter R5 đã về hàng. Và giá thì đang rẻ, không lối thoát, chỉ 15.500.000, bảo ship toàn quốc. Vâng, một cấu hình ngon và giá lại rẻ, không lối thoát. Anh chị thích mẫu này có thể đặt mua trực tiếp trên web, shop đã đăng đầy đủ thông tin. Hoặc đặt mua qua số điện thoại hotline đã bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Anh chị ở xa, chỉ cần đặt xe, shop mang xe đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà, rất đơn giản. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để xem video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.